mini nè, kẻ luôn nè. Cái này đi coi, hôm qua mình bán là 700 gì quên tiêu rồi. Này nè. Cái này đế cũng đẹp à. Chỗ này không có rễ. Đấy vậy là cũng tạm ổn. Mốt mồi vô trồng vô nó mồi vô. Cái này cho mặt tiền đây nè bạn. Là mình cắt mình chuột nụ đây rồi. Cái lùng thịt con khúc mà nha. Cái này nó khoảng 10 12 cm thôi. 12 13 cm thôi. Cái hoành nó hai mấy. Hay là 26 vậy. Còn những cái cụm gốc thì bự, cụm gốc thì nó khoảng ba gần 30. Cái này, trong cái mini này, cái này làm vô cái mini giống như cái bài thôi. Nuôi công nha bạn. Giảm giá anh em là mua được. Cái này mình chỉ nuôi đúng cái mặt cắt ngay chỗ này thôi. Rồi vô cành thôi, mặt cắt thì không có. Mấy cây này kiểu này tán chỗ này thì chỉ còn có đúng mặt cắt chỗ này thôi. Thường cốc đa mới nuôi nhiều mặt cắt. Cái này cái tơ nha các bạn. Dòng công nghiệp. Nên sức sống nó sao khỏe. Khỏe hơn mấy cây già một chút. Mấy cây già thì được cái nước già, nhưng mà nuôi cành nó không lẹ. Nó không lợi bằng mấy cây tơ các bạn. Mấy cây tơ tuy nữa sau này nhìn nó màu da nó không bằng, nó không đẹp bằng cây già. Nhưng mà mấy bạn vô phơm vô vô cành á, nó lẹ hơn là cây già. Cây già sức sống nó không lợi mấy cây tơ, cành không bự lẹ bằng á. Nói chung tốc độ cây già, cây tơ nuôi muốn gấp đôi là cây già luôn các bạn. Như cây già nuôi cành cái ngón tay là cũng lâu rồi, ngón tay ngón chân là bắt đầu lâu rồi. Còn như cây tơ lẹ dữ lắm, mà lẹ lớn, cành cốt lẹ lớn lắm. Còn như cây mà khoảng 30-40 năm tuổi á, lúc mà tán đầu đinh vậy đó bạn, cái mặt cắt nó cũng lâu lành hơn là cây tơ mình đó. Nó lâu lành hơn, nó lâu bao hơn. Nó không có lủng, nó khó lủng hơn cây tơ, nhưng mà nó lâu bao hơn, lâu bao mà cắt hơn. Tức là cái cành nó nuôi sẽ chậm lớn hơn cái cây mà khoảng 7-8 năm tuổi. 7-8 năm tuổi gì chứ nuôi cành lẹ lắm. Còn mấy cái này khoảng 3 năm tuổi. Cây tơ khai thác về làm cây mini. Nuôi công nha bạn.